Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong clip ngày hôm nay, bên mình thông báo dòng mic dây của BBS Model K9 là về được hàng. Đây là dòng mới nguyên hộp và được sản xuất tại Trung Quốc. Mình nói rõ ràng cái thông tin ở đây để anh em mình khi có nhu cầu dùng thì biết rõ ràng xuất xứ của nó, thì đỡ mình thắc mắc hỏi. Đây là chiếc củ mic ở đó. Trên củ mic thì có chữ BBS, thì cái này là do bên nhà máy ở nào thì họ sẽ phải in anh em nhé. Và đây là một cái tay mic được sơn màu đen và sở hữu một công tắc từ, công tắc từ ở đây ở đằng dưới này đó. Dòng mic mới, và đây là dọ của nó và dây màu nâu và sẽ có độ dài khoảng tầm 5m nha, 5m. Đó là hộp nó đây, mới nguyên hộp anh em nhé, K9 vào đồ sâu của BBS. Với giá thành bán cho một cái là 390.000 đồng và được bao ship, với tầm giá này là rất tốt anh em nhé, rất tốt đối với con mic này. Tầm giá 390.000 như này hát đảm bảo anh em mình là rất là hay trong tầm tiền. Khi mình so sánh nó hay thì mình so sánh ở cái ngưỡng tiền đó, còn khi mình bảo nó hay lại so với mic nhiều tiền hơn thì không nên nói anh em nhé. Tầm tiền này rất là hay rồi, khả năng bắt mic tốt, chống hú tốt. Bên mình đã bán nhiều sản phẩm này, kể cả bên mình cũng bán buôn luôn, bán buôn để anh em đi các điện máy ở các vùng ven, các nơi mình lấy nhiều về họ bán rất tốt luôn. Giá bán lẻ là 390.000 đồng và anh em là có cần sở hữu dòng này liên hệ trực tiếp với bên mình qua số máy 0904612323, và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video.